Cũng trong phiên khai mạc sáng nay, đồng chí Triệu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã có bài phát biểu chỉ đạo kỳ họp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Triệu Văn Lâm nhấn mạnh, để có được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của năm 2022, bên cạnh sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, điều hành linh hoạt hiệu quả của chính quyền, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, còn có yếu tố quan trọng là sự đồng hành ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và nhất là những đóng góp thiết thực của Hội đồng Nhân dân các cấp đã sớm thể chế, ban hành nhiều nghị quyết, chính sách quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 17, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị. Tiếp tục bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, các nghị quyết, quyết định, quy định của Quốc hội, của Chính phủ, các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân tỉnh về thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phát huy những kết quả đạt được, thảo luận thống nhất nhiệm vụ giải pháp, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội năm 2023, đặc biệt là chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng sản phẩm GDP phấn đấu đạt từ 9% trở lên. Đây là một cái mục tiêu rất là khó. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 3.200 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người trên 55 triệu đồng trên người trên năm, triển khai đúng tiến độ các công trình dự án trọng điểm và 3 chương trình mục tiêu quốc gia, các cái giải pháp về tháo gỡ khó khăn, giải quyết điểm nghẽn trong áp dụng cơ chế chính sách, quy định của pháp luật trong thực tiễn để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Rà soát đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đề ra mục tiêu nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết đề ra. Thảo luận, tham gia ý kiến để triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội ngay từ những ngày đầu năm 2023, trong đó tập trung vào các cái nhiệm vụ trọng tâm. Khẩn trương thông qua nghị quyết giao chương trình kế hoạch năm 2023, phân công phân cấp giao nhiệm vụ cụ thể rõ ràng để các cơ quan đơn vị, các cơ sở tổ chức thực hiện ngay từ những ngày đầu năm mới. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp khai thác tiềm năng lợi thế, kích thích phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, khẩn trương cụ thể hóa triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm đưa các dự án công nghiệp đi vào kinh doanh, sản xuất, huy động mọi nguồn lực, thu hút các nhà đầu tư xây dựng hạ tầng các khu cụm công nghiệp, thực hiện có hiệu quả các giải pháp thu ngân sách, đảm bảo thu vượt các chỉ tiêu dự toán được giao, triển khai quyết liệt các biện pháp tiết kiệm chi ngân sách, nhất là chi đầu tư công, chi thường xuyên để tập trung nguồn lực cho chi đầu tư phát triển, huy động phân bổ nguồn lực có trọng tâm trọng điểm, tập trung cho thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các ngành địa phương tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Đặc biệt sau kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh tới cơ sở tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ và nhân dân về những nghị quyết được kỳ họp thông qua, sớm thể chế, phát động các phong trào thi đua, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.